về vị trí là tài liệu mềm đặt trên này. Thì cái này nó đảo giấy tự động, nó cho phép quét hai mặt. Đảo giấy tự động, từ từ dừng lại, đảo giấy tự động như thế nào? Dạ đây, nó sẽ cho phép mình quét cả hai mặt ấy. Tờ giấy có hai mặt mình đặt lên đây này, tự động nó sẽ quét hai mặt cho mình từ mặt sau. Nó tự động mà. Không vâng ạ. Em vẽ như thế mặt sau để đánh dấu nhé chị nhé. Dạ vâng ạ, nó sẽ tự động quét hai mặt luôn này. Thì trong lúc đi vào chức năng sử dụng em sẽ hướng dẫn ạ. Vị trí thứ hai nữa là mình đặt ở bên dưới mặt gương này, dùng cho các loại giấy dày hoặc giấy quá mỏng thì mình cứ đặt úp cái mặt vào mình muốn photo hay scan xuống ạ. Tiếp theo ở đây là màn hình này, các phím chức năng này, ngõ ra của giấy này. Ở bên dưới này là các cái chai giấy ạ. Thì giấy mình đặt ở bên tay trái nhé, mình đánh tơi giấy lên xong rồi mình đặt giấy vào. Thì cái thanh này nếu muốn di chuyển này, áp hai chiều mũi tên di chuyển đây ạ. Nhưng mà luôn luôn áp sát tờ giấy. Đó. Ở dưới này chị có thể đặt giấy A3, A4 cũng được ạ. Thì ở đây bên em có cả cái này nữa. Thì giấy A3 thể... em thử xem giấy A3 nào. Đây ạ. Thì giấy A3 thì chị chỉ việc kéo cái thanh này ra như chữ A3 thôi và chị đặt sát hết ở đây. Thì ở đây này, những cái này này chị có thể bóc ra chị dán ở đây để quy định chai giấy. Thì chai 1 này là giấy A4 nhé. Ở đây là quyển sách tiếng Anh. Về cách sử dụng máy thì chút nữa em sẽ đưa cho chị về tiếng Việt ạ. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cái chức năng đầu tiên, đó là chức năng copy. Thì mình lựa chọn trên màn hình cảm ứng này hoặc ở đây. Rồi, em biết rồi, ấn copy. Xong rồi ấn phát đây được. Vâng. Từ từ bình tĩnh. Tiếp theo đấy là về cái cách cơ bản nhất. Còn ở đây cái mục đầu tiên này này, nó cho phép mình có thể phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu gốc. Em copy một tờ đúng tiêu chuẩn đi. Dạ. Em copy đi. Vâng, thì chị chỉ việc nhấn start thôi. Rồi, bấm copy và bấm start là xong. Vâng, là nó sẽ ra, nó sẽ copy nguyên cái mặt ngửa lên thôi. Có thế còn nếu mà muốn in hai mặt thì sao? Dạ đây ạ, đây nhé. Đây này, đây là 1:1 mặc định ạ, là nó chỉ copy nguyên cái mặt ngửa lên hoặc úp xuống thôi. Còn 1:2 là cho phép mình ghép từ những cái mặt đơn lẻ vào trên cùng một tờ giấy ạ. Chờ tí, đang học máy photo mới. Ví dụ như là hai cái tờ giấy này có hai nội dung hoàn toàn khác nhau này. Đó, bây giờ em muốn ghép vào trước sau như thế này. Để cho nó tiết kiệm giấy thì mình sẽ thực hiện cái tính năng này. 1:2 head to head là ghép cùng hướng ạ. Còn 1:2 head to tone này có nghĩa là ghép ngược hướng ạ. Đó, thì em sẽ làm ví dụ để mình nhìn ạ. Quét cả hai mặt này và ghép hết vào một tờ giấy. Ui giời, đấy mình thích cái đấy đấy. Mình thích cái đấy đấy. Mình thích cái đấy đấy. Quay video chứ biết thế này không ăn thua. Đây. Chị mỗi chị thông minh nhất thôi. Thằng này cứ phải ghi này. Em ngang tầm với chị. Chị đợi em một chút nhá. Đây giấy tờ 1 đã được sử dụng. Chị đi, có gì đấy? Học đi. Cho Giang chị ra ngoài cả. Báo kẹp giấy ở đây. Đây là báo kẹt giấy. Hai sao chưa gì đã kẹt giấy thôi. Không, tại vì đây này trong lúc lắp đặt em quên em chưa bóc cái này ra. Đúng rồi. Chưa phá trinh. Chị Hồng là máy mới. Chị Hồng ấy là chị Hồng. Thì đúng rồi gì nữa, bây giờ mới phá. Bóc hàng ra đấy. Em làm lại nhé. Rồi. Các chị sẽ nhìn lại. Đợi em chế bóc ra rồi này. Đây ạ, 1:2. Bốn người bên chị đi học. Okay. Hai của chị Loan và hai của bên chị. Chỉ là SC NE thôi. Có bản cam kết thì chắc là thiếu đấy, tuần sau sẽ nộp. Có cái mẫu mà cái máy này chạy nhanh lắm đấy. Không sao, nhưng mà em bảo rồi. Rồi. Rồi có cái này. Rồi. Đấy hết rồi. Rồi. Đã xong. Khóa sau thì sẽ. Nhưng mà khi đặt giấy ạ thì mình mặc cái mắt ấy được, mặc đặt cái mắt cần in xuống đây đúng không? Dạ không ạ. Tức là cái mặt mà mình muốn photo hoặc là scan mình cứ ngửa hết lên. Đó, nó sẽ copy cái mặt trên này. Rồi ạ, tiếp theo cái tính năng 2:2 ở đây là tính năng đảo giấy tự động, mà nó sẽ quét hai mặt như thế này và ra cho mình một tờ giấy giống y hệt như này. Sẽ tự động quét hai mặt ra một tờ giấy giống y hệt. Thì mình có cần làm không? Rồi cứ làm đi, em cứ mỗi cái em làm. Dạ, nó sẽ là copy hai mặt ạ. Rồi, thì giấy đấy giống như mình ấy. Nhưng mình phải bấm hai lần. Đấy, nó sẽ quét hai mặt em. Mấy này nhanh lắm chị ạ, nhìn nhanh lắm. Nó phải cùi đồng gì đó. Nhà quê quá. Thần đón nhà quê quá. Thế chị muốn in nhiều ấy thì sẽ sọc như thế nào em? Dạ, chị muốn, đây nhá, chị cứ đặt. In nhiều bản, trong đó chị muốn sọc cho nó tách biệt nhau. Dạ, đây, đây, nhá. Nó ra hai rồi, đấy gọi là cách đảo mặt rồi nhá. Đây là anh ấy thử in, trong kia in test ra. Rồi 2:1 này là từ một tờ giấy hai mặt nó sẽ ra thành hai tờ một mặt ngược lại với cái tính năng 1:2 này. Thì 2:1 có nghĩa là hai mặt nó sẽ biến thành một mặt ở trên hai tờ giấy khác nhau. Rồi ok. Đó.
bây giờ mà chị muốn photo một tập tài liệu, tức là chị muốn photo một bộ này, đúng rồi, một bộ là làm 20 bản ra khoảng 20 bộ thì chị chỉ việc nhấn số 20 ở đây thôi. Rồi, nhưng mà chị phải muốn sọt để sau tí nữa chị bấm, chị không phải là chọn ấy. Tức là cứ một đấy, bản đằng này, một bản đằng này, một bản đằng này, một chị bản đằng không phải lựa chọn, tức là cái máy này thì đây chị sẽ thử nhá. Chẳng hạn ý của chị là đang muốn copy một bộ này ra thành hai bộ đúng không? Đấy mà cái bộ này của chị lại có hai mặt, tờ giấy hai mặt này. Đúng rồi. Cho em thử xem cái tờ giấy này gọi là tờ giấy hai mặt đi. Đây gọi là hai mặt là cái bộ này. Đây là một bộ nhá. Chị không cần phải lựa chọn bất cứ cái tính năng gì hết cả, chị chỉ việc nhấn số 2 ở đây thôi. Đó, là nó sẽ copy ra hai bộ như thế này. Hai mặt hai bộ luôn. Dạ, ở đây là nếu mà chị muốn hai mặt ấy thì chị phải sử dụng cả hai sang hai nữa. Được sử dụng hai tính năng cùng một đây lúc này đó. Đây là chị sẽ sử dụng hai sang hai này và nhấn số lượng 2. Đấy là nó sẽ copy ra hai bộ có hai mặt trước sau như thế này. Còn đây em vẫn để mặc định là một bộ. Còn như thế này nhá, khi mà mình lấy ra này, ôi chị kéo hết lên rồi. Tức là máy này thì nó, đây em sẽ làm lại để cho các chị nhìn này. Đây nhá, lựa chọn hai sang hai đối với cái bộ mà có hai mặt này, nhấn số lượng 2 này, nhấn start này. Hai sang hai là hai mặt. Đấy, quét. Hai sang hai mặt. Thì nó ra nó sẽ bằng nhau ấy. Ý là hai bộ nó phải khác nhau để tí nữa mình tập ghim cho nó dễ chọn ấy. Phong thái trông rất là ngược, chạm mút cầm điện thoại. Chị Hồng quay xong tí nữa ra con đủ 4 ạ. Phải xếp lại từ đầu. Chị đợi một chút nhá. Đây chị đợi này mọi người ạ, cúi xuống một chút ạ, cái này này. Nó thiết kế hơi sâu một chút này, cho phép mình lấy tài liệu đây này. Nó sẽ tách nhau chỉ một đoạn nhỏ như thế này thôi. Này. Ai, ấy thế thì không cần chọn. Nó chỉ như vậy. Chỉ cho nó dễ phân biệt. Đối với những cái máy đời cao hơn ấy thì nó sẽ tách rõ ràng hơn ạ. Còn những cái máy này thì nó cũng vừa mũi chân lòi ra để giữ. Khoảng là 3065 ấy, hoặc là 3060 ấy, thì nó sẽ có cái độ phân tách rõ ràng hơn. Còn cái máy này thì nó cũng sẽ bị hạn chế á. Thì nó chỉ một ít thôi, hoặc là nhiều khi nó cũng sẽ không lấy được ạ. Đấy, xong còn gì nữa không em? Dạ. Đấy thôi đúng không? Còn ạ, còn nhiều không? Còn nhiều, máy này rất là nhiều tính năng. Bây giờ mình muốn dùng cái nào thì mình phải học cái đấy thôi. Dạ. Hoặc là mình phải tự nghiên cứu. Hoặc là mình vào cái phần output format này. Đấy, ở đây nó cũng cho mình có lựa chọn các ngăn ra. Ngăn upper là ngăn trên là dùng khi mà tài liệu đồng nghiệp của mình in ra đây rất là nhiều rồi mình ra mình photo ấy, không muốn lẫn với tài liệu của người ta thì mình có thể lựa chọn cho nó lên ngăn trên ạ. Đây, mình có thể lựa chọn upper này, nó lên ngăn trên. Xịn chưa? Các chị thấy xịn chưa? Em không động vào gì của chị đâu nhá. Sau này em không động gì vào của chị đâu đấy. Đấy, nó sẽ ra ngăn trên này. Lỗi rồi. Không phải lỗi đâu ạ. Lúc này có hai tờ giấy ở đây mọi người, giấy nó quét xong một tờ rồi em rút luôn ra. Nên nó mới bị bá thế, còn đâu sản phẩm nó vẫn ra. Đây chị thấy bọn nó ra ngăn trên này nhá. Rồi, ok. Trong cái phần output này nó cũng có tính năng này, chia bộ là ra một loạt bộ thứ nhất, một loạt bộ thứ hai nó là mặc định, giống như kiểu cái lúc nãy em vừa làm cho các chị rồi. Nếu mình không muốn dùng tính năng đấy thì mình có thể lựa chọn này. Đặt hết lên đây một tệp nó sẽ tự động photo ra một loạt tờ thứ nhất, một loạt tờ thứ hai. Máy in thì nó ở trong này. Đây, ở phía dưới này Duncan và Lighten là nó chỉnh cái độ phủ mực của văn bản đấy ạ. Tức là thế này, cái văn bản của mình, văn bản gốc này này mình thấy nó quá đậm thì mình có thể chỉnh nó sáng lên một chút ạ. Rồi, cái đấy em cứ nói qua thôi. Vâng, bên cái này là cho phép mình sử dụng thêm cả một cái khay bên này cho các loại giấy tái sử dụng ạ. Ví dụ như giấy tái sử dụng ở chỗ khác nhé. Cái mặt này là mặt trắng nhá, đây mình úp nó xuống cho em này. Đây, úp nó xuống. Mặt trắng úp xuống. Vâng ạ. Sơn ra học đi Sơn. Xong rồi để đây. Còn em biết rồi. Biết chỗ tài các chị chưa? Và đây ạ. Đấy, và số 5 này. Mình đặt ở bên này là A4 thì mình phải lựa chọn A4 này nhá. Đây là A4 rộng này, trên này là A4 ngang này, mình đặt như nào mình rồi. Các trọng lượng bình thường thì mình để lên. Còn khi nào mà mình copy sang giấy dày thì mình phải chỉnh về hai mức này. Còn không thì cái trọng lượng bình thường thì mình cứ để đây thôi ạ. Nhấn lưu này. Và nhấn sang. Ấn đâu ấy, từ từ ạ. Nó sẽ cuốn ở bên này. Ấn đây là ra giấy ở đây ạ. Thấy không ạ? Rồi, thấy rồi. Đó. Thì nó ở đây này, chị.
Đây, còn đây. Mình dùng tiếp đến những cái công đoạn khác thì mình sẽ Clio nó đi nhá. Còn nếu không thì mình để 1A4, 2A4 là như nào? Chỉ đặt chai 1, chai 2A4 thì nó sẽ hiện lên đây. 1 ở đây, còn 2 ở dưới đây, còn 5 thì ở góc bên này. Vâng, đúng không? Rồi. Rồi. Đó, Clio nó đi là nó sẽ về hết mặc định ban đầu. Cái này là cái giao diện mặc định ban đầu đúng không? Vâng, đây là mặc định ban đầu. Nhưng mà em sẽ là nhiều tính năng này mình phải nghiên cứu cơ chứ. Rồi bây giờ em phải hướng dẫn chị, các chị tiếp đến cái phần copy thẻ như nào nha. Mình vào cái phần này. Chứng minh thư, chứng minh thư, chứng minh thư, chứng minh thư một phát được ngay đúng không? Không cần phải lần đi lần lại như mình. Cho em ra em đứng bên này. Không, chứng minh thư chị vẫn phải lật mà. Chị làm mặt trước xong rồi chị phải lật mặt sau chứ. Nhưng mà nó sẽ ra hai mặt trên cùng một tờ giấy ạ. Cái này không lấy được này, nhưng mà chẳng qua cái này mình không biết cách. Mình vào output này, trang số 2 này. Có cái chữ ID này. Bật on nó lên ạ. Và lưu nó lại. Có chị nào có thẻ để cho em mượn cái. Thẻ đâu? Thẻ đeo á. Thẻ đâu? Đứa nào đeo thẻ hôm nay thứ 6 ấy. Tự nhiên là người đến thử. Đến đúng phần ID cái có người đến người ta đưa thẻ. Thẻ gì? Thẻ này á? Vâng, thẻ này cũng được chị ạ. Thẻ nào cũng được. Miễn ok, này nó hơi ấy gặp. Thôi thẻ ngân hàng đi. Em có tô ạ. Nữ bản nhỉ. Dạ rồi ạ. Thì em sẽ ví dụ như cái hình ảnh này là hình cái mặt chứng minh thư có ảnh nhá. Thế em chứng minh thư em được không? Như căn dùm em nhá. Đây này, từ 0 này, từ A4 này mình căn ở giữa ạ. Cái chỗ này này, số 6 này, 50 này, 60 này. Kéo nó xuống ở đây ạ. Đây, sang 50 này. Mình đặt thẻ này. Em sẽ vào lại một lần nữa nhá. A4 này lâu lắm chị ạ. Từ đầu đây à? Tí á, trang số 2 này. Chữ ID ở đây ạ. On lên ạ. Lưu nó lại. Nhớ chị hỏi em. Em làm cái bảng hướng dẫn em dán lên trên tường đi. Đúng đấy. Đó. Nhớ xong mặt này. Nó quét xong mặt thứ nhất rồi, mặt thứ hai mình tẩy lại đúng cái vị trí đầu tiên. Có bảng tiếng Việt. Có bảng tiếng ấy. Khi nào ai muốn nghiên cứu thì cứ về nghiên cứu thôi. Tưởng cái máy này giống cái máy ở dưới tầng 1. Đúng lắm. Đúng rồi. Cái đó dưới tầng 1 mình dùng hoa chức năng. Cái nó cắt đều như thế này chỉ thấy là khi mà mình ấy tài liệu nó sẽ đẹp hơn. Đẹp chưa? Này đấy, cho chị nhé. Đấy, đây này, bạn ấy được một phát đây này. Được một phát luôn, có phải lật đâu. Đúng rồi. Cái máy mới này này nó ra. Máy mới này lật được cả 2 lần. Cái máy này, cái này nó sẽ phải lật 2 lần. Đây các chị cái máy này này thì mình sẽ cho vào hai kéo ra kéo vào cho máy ở dưới tầng một cũng làm được một lần mà. Cái máy này đâu có phải mình lật đi lật lại trên này đâu, nó vẫn ra hai luôn đúng không, hai mặt luôn đúng không? Đây, nó chụp một lần, nó chụp lần nữa, lần mặt chụp hai lần mà. Đây chị thử đi ạ, chị thử đi cho ý là mình không phải kéo ra kéo vào mà nó vẫn phải lật trên này. Cái trên này có phải lật hai lần không em? Cái chứng minh thư này à, vẫn phải lật hai lần chứ không làm gì, có cái chuyện gì tự lật, kiểu nó tự lật cái hiện đại làm gì nó tự lật được. Nó chỉ tự lật ở phía bên trên này thôi, mà bên trên này thì chỉ áp dụng cho các loại giấy thông thường thôi chị ạ. Lưu nó lại. Cái giấy của cái máy này nó cần phải chú ý giấy loại gì không chị? Chị cứ để giấy bình thường nhưng photo này. Chờ chị, em xếp em on rồi xong rồi thế nào? À, mở máy lên rồi cho vào đúng không chị? Để ở giữa số 50 và số để 50 60 đi chị, để 60 ạ. À đây. Này đúng không? Phải mình làm. Thì em gửi đến cho chị cái quyển sách hướng dẫn. Này đúng không ạ? Xong rồi nào nữa chị nhỉ? Đây ạ, chị phải kéo xuống đi. Kéo xuống 50. 50 60 60 anh nghĩ nhá. Đóng lại. Chị vừa lưu nó lại đi. Vào mai em chụp não cho chị nhìn xem thế nào. Đứa đang có hiện tượng ở đâu này. Mình thử vào mình khám xem có phải là do máu hay là thần kinh không ổn định như nào không. Xong rồi gì nữa chị nhỉ? Mở lên đúng không? Vâng ạ, chị lật lại và đẩy lên vị trí ban đầu. Ừ, đi khám được, bởi vì vừa ăn thôi mà. Rồi, tệ cứ đi. Nhưng mà không bị sao cả tiếng. Không, anh ấy bảo là đang đi giữa đường bị ngất ngã thế này là chứng bệnh rồi, trên cái ấy vẫn được trả tiền bình thường. Nhưng không ai đâm vào, tự ngã. Tự ngã mà, em tự ngã mà. Chị tưởng ai đâm? Ta đúng không ạ? Không ai đâm mà. Thì ta không biết vậy. Thôi tớ lại chỉ có vấn đề về não rồi. Đấy, đứt mạch máu não thì chết nhục. Và
nó đã chỉ còn đứng đây à? Anh lão à nhớ không, vay chị 300 nhá, nhớ nhá. Còn con vợ 300 à, à, còn đấy là về những cái tính năng cơ bản nhất nhá. Còn sau này mình muốn dùng cái gì hơn ấy đấy, thì mình có thể tìm nghiên cứu trong cái sách. Thì bây giờ em phải hướng dẫn các chị đến cái phần xử lý cắt giấy. Xử lý cắt giấy ạ, xử lý cắt giấy. Phần xử lý cắt giấy. Chưa ai xử lý cắt giấy. Xong chừng một. Chương 1 là gì đấy? Chương 1 là photo hai mặt. Đây ạ. Chương 2 xử lý cắt giấy. Em ơi, liệu có hết buổi trưa không em? Không, xong rồi chị ạ. Ừ. Đấy. Nên mình còn lấy. Hả? Cái vị trí đầu tiên là bình thường thì chị kéo lên cho nó cắt giấy à? Ý là mình nó sẽ cắt giấy như thế. Cho mình nhìn. Rồi. Đây ạ, vị trí giấy này, các bước ở bên này, mình nhấc cái này ra. Nhấc này ra và sử dụng con lăn ở bên này cho em nhé. Đây ạ, nếu mà nó gần hết như này thì mình lăn xuống bên dưới ạ. À, chứ không phải rút giấy à, ra không phải rút ra hỏng máy nhá. Lúc đấy bảo máy tại sao nhanh hỏng. Đúng rồi, mọi người hay quen là hay giật giấy ra. Thì nếu mà mình không cẩn thận ấy ạ, thì ở trong này nó có những cái miếng để rất là mỏng ấy. Tốt nhất là mình phải để cái bảng hiệu ở đây này. Trục chặt là phải để yên hiện trường, đây, không được làm gì. À, rồi, nhanh chóng những tình huống. Tại vì mình thấy là trong bộ phận này nó có nhiều cái mỏng như em ơi, lăn nó được lăn một phía thôi hay là nó lăn cả hai phía? Đây là chị nhìn thấy cái hình này nó cho phép. Trục 1 và trục 2. Vâng, thì tại vì trong này nó có nhiều những cái hướng dẫn mình sao như này, nếu mà mình giật mạnh nó ngập vào bên trong ấy, là sau nó cứ bị kẹt giấy ở trên này. Cái lưu ý thứ hai nữa là các chị vui lòng mà nắm cho em cái này. Có thể là do nhiều cái giấy của mình. Này các chị học trước đi, em đi về đứng đây. Cái vị trí này thì mình cũng cần phải vệ sinh cho em nhé, mình lấy giấy mình lau cái này. Thôi em nhanh nhanh lên bắt đầu đi ăn cơm đi. 3 4 đây xong rồi đấy. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn tiếp ở bên này nữa. Còn scan nữa mà. Dạ đây phần C và phần D ạ. À, đây kẹt giấy phần C này thì mình phải nhấc cái phần A này ra cho em nhé. Sau đó mình nhấc phần C thì phần này mình được dùng. À rồi, bên trong đúng không? Vâng. Ừ. Còn tiếp theo đây ạ, vị trí thứ ba mình phải nhấc cái chữ A1 này ra này. Ừ. Đây ạ, nhấc cái chữ A1 này ra cho mình mới được phép lấy giấy. Ừ. Đóng lại đặt tay phía giữa đẩy vào trong cho em này. Ừ. Đó. Đấy là về cách xử lý kẹt giấy, em sẽ hướng dẫn các chị cách thay mực ạ. Thay vật tư này. Thì bên thay mực bọn chị không phải thay, có thợ. À thợ nào chị có thợ hết bọn này. Chị luôn luôn có thợ không trước đấy thì mình dùng máy của đại lý thì nó khác, còn máy của bên em ấy là sản phẩm hàng chính hãng ấy. Ừ. Thì bên em sẽ gửi nguyên cả một cái hộp này đến cho các chị này, các chị không phải đổ mực hay gì hết cả, mình chỉ việc kéo ống mực cũ ra và đẩy ống mực mới vào thôi. Thế bên em thay thì bên em đưa thì bên em xuống để thay cho bọn chị chứ? Dạ không ạ, tức là cái thời gian mà bên em đưa đến ấy thì nó vẫn còn mực ạ. Mà còn mực ở trong máy thì bên em chưa thể thay được. Thì đâm ra là khi nào nó hiện lên cái dòng chữ là replace now hoặc replace soon ở đây mà em đã dán cái cảnh báo ở trên này rồi, thì lúc đấy các chị chỉ biết là chỉ việc là rút ra và lắp cái ống thôi. Bên em là mực chính hãng 100% tại Nhật này. Thì đâm ra mình gửi nguyên cả ống mực này thì nó cũng không gây bẩn cho da tay của các chị đâu ạ. Mình chỉ có một động tác thể dục thôi là kéo ra và lắp vào. Đấy, cái ống mực đây chị cũng vừa nhìn thấy đấy ạ. Bên em rút nguyên cả cụm này ra. Đấy, thôi cho Diệp học đi. Cái vụ này để Diệp làm đi. Hết mực một Diệp. Dạ, chỉ có một cái lưu ý. Dạ, chỉ có một cái lưu ý là mọi người đặt cho em một tờ giấy bỏ đi xuống khu vực này. Rồi, mực đỡ ra đúng không? Vâng ạ, đấy. Thế là thay ống mực đơn giản lắm nhá. Rồi đến thay chống này, chỉ nhấc cho em cái chữ A1 này ra, ăn nhấc cái khu vực A này ra. Đó. Sau đó chỉ gạt cái thanh này lên. Và sau này là, đấy, bên em cũng thay nguyên cả một cụm chống này luôn. Mình cũng tháo cả cái cụm này ra và lắp một cụm mới vào. Như nào thì bắt đầu thay chống này? Khi mà thay chống hay thay mực ấy thì nó sẽ hiện lên đây một dòng cảnh báo ạ. Sắp hết thì nó sẽ hiện là please order, chẳng hạn như là chống là drum cắt chip. Báo đúng không? Và khi nào hiện lên dòng chữ replace now, replace soon này, đèn báo đỏ này, thì có nghĩa là lúc đấy mình mới tháo ra và lắp vào thôi. Đấy. Và gạt nó xuống này. Tất cả các cụm này thì mình chỉ là tháo ra và lắp vào thôi. Duy nhất có một cái lưu ý là cụm chống này. Đây ạ, mình chỉ được cầm cái màu vàng này vào bên dưới này, không áp tay vào bề mặt màu xanh ở bên này ạ. Cái này chị nghĩ là phải có một người làm, người làm lung ta lung tung hẳn hết máy lên này. Em ạ, à, đẩy nó chỉ một người chuyên, đúng rồi, một người chuyên thay những cái này. Thay nó cũng đơn giản chị lắm. Yên tâm, những cái này thay nó trên thân nó sẽ báo về em mà, chị phải thay đâu. Ừ, không đấy chị bảo như thế. Đóng lại này, cái hai cái nút này thì mình sẽ không tắt khi hết giờ làm việc. Nó tự làm chứ không như ngày thường. Cái này nha, mình sẽ không tắt khi hết giờ làm việc ạ. Học luôn nhỉ? Cứ để nó mở đúng không ạ? Vâng, đây cứ bình thường cứ để như thế này, mình đi làm về cứ về thôi là nó đã tiết kiệm điện cho mình rồi. Còn gì nữa không em?
đã hết rồi ạ. Còn cái scan hay là đi làm đấy thì mình ấn cái nút còn này. Còn cái scan thì anh Sơn anh bảo là anh sẽ cài, thì sau khi anh cài xong rồi, thì okay. Anh cài cái hình thức gì thì lúc đấy rồi. Thank you em.